Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Samna nha. Thì các bạn thấy cái màn hình mình đang quay cho bạn là khu ăn vặt của Bạch Đằng Bình Dương nha các bạn. Nhưng hôm nay không phải mình quay con đường ăn vặt này đâu, mà review cho các bạn xem một món ăn mới để cho các bạn đến ăn khi đến khu ăn vặt này nha. Và để món đó là món gì thì các bạn theo chân Sammy và Anna đi nhìn nha. Con trên nhiêu chị? Con trên á, con trên á là con nhỏ là 200, con lớn thì 220. Ở trong có trứng hay là chỉ là mực? Dạ, không có trứng. À. Có bán nửa con. Có bán nửa con là. Mà con nào? Không, mấy con nhỏ nhiêu? 200. Con lớn? Con lớn 220, con đó 170. Đấy con nguyên con hay đấy, con nguyên con 170 vậy. Nha. Một con 1.7. Em mới đầu là mình nướng trước các bạn. Hai con 39 nè. Này là mực sốt Thái nha các bạn. Cho nên nếu mà ăn cay không được thì các bạn phải dặn người ta cay ít nha, chứ không người ta sẽ làm cay nhiều lắm nha. Đấy, con trắng đó là con của mình đó bạn. Con bự đó 170.000 nha các bạn. Dạ tự nhiên đi chị gái. Chủ bịch mặt rồi quay ta đâu thấy. Không mà cái bảng hiệu này thấy. Ngày mai thấy đắt hơn là biết cho em quay đó. Dạ, cảm ơn. Chính rồi em ơi, cái này chính rồi. Bây giờ vô người ta sẽ chín rồi sẽ cắt và chút sốt nha các bạn. Tỷ này Sammy và Anna đang mua ở ngoài đường, cho nên tí xíu nữa sẽ đem về nhà rồi ăn. Đem về nhà rồi ăn rồi coi như vị nó hơi như thế nào sẽ nói cho các bạn nghe nha. Sau khi nướng xong họ cắt vào bỏ vào đó rau răm và họ chan sốt. Thì quan trọng cái nước sốt này không biết pha chế như nào có ngon hay không và mực có tươi hay không đó bạn. Giờ nhìn con mực thì các thấy có vẻ rất là tươi và giòn, không biết đi ăn mình sẽ như thế nào.
các bạn. Mình đã về nhà rồi ha, và đổ cái món mực số Thái của chúng ta ra dĩa nè ha. Bớt quá trời ớt luôn, hồi nãy mình đã dặn ít cay rồi đó bạn. Mà không biết có cay hay không. Anna thì ăn ít cay nên mình dặn ít cay ha bạn. Đấy, cái đầu còn mực rồi bạn. Rồi Anna ăn thử coi ngon không. Ngon lắm bạn ơi. Giòn sực sực luôn. Mà nó vị Thái chua chua ngọt ngọt các bạn. Mực nướng thì giòn và thơm nữa. Mực rất là tươi luôn bạn. Cái sốt này ngon quá bạn. Chua chua ngọt ngọt. Chúc con mực thì rất là tươi, rất là cộng với nước sốt. Thế vì mình nướng xong mình chấm muối tiêu chanh hay bạn ớt xanh thì người ta làm nước sốt này trộn chung với vàng cũng rất là ngon. Mực rất là tươi. Khi nếu bạn nào mà thích ăn cái mình của mực nhiều thì mua cái bịch cái con mực bự giống Sabi bạn nào thế này nè. Còn nếu bạn nào thích ăn cái đầu mực đó, thì bạn mua vài con nhỏ thì sẽ có đầu mực nhiều các bạn ha. Vị trí của món này ở đâu thì mình sẽ có để dưới phòng mô tả ha, các bạn nào ở Bình Dương chúng ta đến đó thưởng thức ha, còn không thì chúng ta cũng phải tự làm món này tại nhà ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau, đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ kênh Samna làm thêm nhiều clip mới cho bạn xem nhé. Sammy và Anna ăn gần hết rồi nè các bạn. Món này thì mua về cũng dễ làm mà chúng ta phải biết làm nước sốt ha các bạn ha. Nhưng mà mình thấy vậy nè bạn, sao mình mua mực ở ngoài chợ về lúc nào nó cũng bị mặn hết các bạn. Còn những cái quán này thì mực của họ sao nó không có bị mặn, cho nên là khi mà nướng hay là ướp gì nó cũng rất là ngon. Bạn nghe được độ giòn của nó không? Rất là giòn các bạn. Vừa ăn không có bị mặn. Thì clip mình cũng đến đây cũng kết thúc rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Hãy ủng hộ cho mình bằng cách cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để xem các clip tiếp sau của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.